Ngoại hình Ozil làm Ronaldo trầm trồ. Ronaldo dành lời khen cho nỗ lực tập gym của đồng đội cũ tại Real Madrid. Trên mạng xã hội, Mesut Ozil khoe đoạn video cảnh anh đang miệt mài tập luyện trong phòng gym. Cổ động viên dễ dàng nhận thấy cựu tiền vệ Real Madrid đã lột xác, từ thân hình gầy gò trở nên vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn ở vai, bắp tay. Trong phần bình luận, Cristiano Ronaldo đã để lại lời khen ngợi cho người đồng đội cũ, không tệ, người anh em. Khi còn thi đấu, Ozil nổi tiếng với cái chân trái ảo diệu cùng phong cách thi đấu lãng tử, đậm chất ngẫu hứng và kỹ thuật. Ozil không gắn bó với Real Madrid quá lâu. Tuy nhiên, dấu ấn của anh lại gắn liền với quãng thời gian thi đấu bùng nổ của Cristiano Ronaldo. Ở mùa giải 2012/13, Ozil và Ronaldo đã chơi ăn ý và cùng nhau tạo nên 20 bàn thắng. Tổng cộng, Ozil đã có 31 pha kiến tạo dành riêng cho Ronaldo trong 149 lần sát cánh từ năm 2010 đến 2013. Sau khi giải nghệ vào năm ngoái do mâu thuẫn với ban huấn luyện câu lạc bộ Istanbul Başakşehir, Ozil vùi mình vào tập luyện để cải thiện vóc dáng. Hãy luôn sẵn sàng, sau đó bạn không cần phải chuẩn bị gì nữa, Ozil gửi thông điệp. Cựu tuyển thủ Đức từng chơi cho nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Schalke, Werder Bremen, Real Madrid và Arsenal. Đỉnh cao của tiền vệ này là lên đỉnh cúp thế giới năm 2014 cùng tuyển Đức.